Bản tin VOA Express, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 22 tháng 9, 2016. Trà My kính chào quý vị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Đảng ủy Công an Trung ương. Thôi quốc tịch Việt Nam lệ phí 2,5 triệu đồng. Một doanh nhân gốc Việt sắp bị Trung Quốc xét xử về tội gián điệp. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 21 tháng 9 quyết định vào Đảng ủy Công an Trung ương. Truyền thông nhà nước đưa tin, ba nhân vật trong tứ trụ lãnh đạo Việt Nam gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng vừa được chỉ định vào Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư có mặt trong Đảng ủy Công an Trung ương, điều được giới quan sát chính trị cho rằng có liên quan tới những biến động gần đây trong nội bộ đảng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận chính trị tại Việt Nam. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng nằm trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì vai trò của họ là như thế nào, và đặc biệt là có ông Nguyễn Phú Trọng? Tại sao ông Trọng lại quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương? Liệu nó có liên quan gì tới cái việc gần đây là có một cái nguồn dư luận cho rằng là Tổng Bí thư thậm chí là cũng chẳng nắm được Đảng ủy Công an Trung ương và chẳng nắm được Bộ Công an, và để cái cụ Trịnh Xuân Thanh đào tẩu một cách ung dung, ngon lành như vậy? Thế thì có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng ông đã muốn giám sát cả hoạt động của Bộ Công an thông qua cái việc là cơ chế chính ủy ở trong Bộ Công an, tức là Đảng ủy Công an Trung ương. Theo quyết định được công bố hôm 21 tháng 9, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 16 người. Ban Thường vụ Công an Trung ương gồm 7 người, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng vừa được chỉ định. Báo Quân đội Nhân dân nói, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Công dân Việt Nam muốn thôi quốc tịch sẽ phải đóng lệ phí 2,5 triệu đồng, theo dự thảo thông tư do Bộ Tài chính vừa công bố. Lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam là 3 triệu đồng, xin trở lại quốc tịch Việt Nam 2 triệu rưỡi. Theo báo Người Lao động, thì trong số các trường hợp được miễn lệ phí xin nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, bao gồm những người có công đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người không có quốc tịch, mất quốc tịch và có xác nhận hoàn cảnh khó khăn, người di cư từ Lào cư trú hợp pháp có xác nhận gốc Việt Nam. Bộ Tư pháp nói trong năm ngoái có trên 4.400 người xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong khi chỉ có 15 người nhập quốc tịch và 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam. Trung Quốc dự định vào tháng tới sẽ xét xử nữ doanh nhân Mỹ gốc Việt Sandy Fan Grylls về tội làm gián điệp. Tuy nhiên, chồng của bị cáo ở Texas cho biết có chứng cứ cho thấy vợ ông không có mặt ở Trung Quốc trong những ngày được ghi trong cáo trạng. Thông tin viên đài VOA Greg Flagus tường trình từ thành phố Houston. Những người biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đòi trả tự do cho bà Sandy Fan Grylls. Nữ doanh nhân người Việt gốc Hoa có quốc tịch Mỹ này bị giam cầm ở Trung Quốc trong một năm nay với cáo buộc làm gián điệp. Đa số những người ủng hộ bà là những người thân hoặc đã quen biết bà trong một thời gian dài. Cô Catherine Fan nói, tôi có mặt ở đây là bởi vì tôi muốn mẹ tôi trở về nhà. Tôi muốn mẹ tôi trở về và không bị tố cáo về một điều gì đó mà bà không hề làm. Anh Kevin, một người bạn của gia đình nói, thật là tệ hại khi rơi vào tình huống khó khăn như thế, bởi vì thực sự tôi không tin bà Gillis đã làm bất cứ điều gì sai trái. Phiên tòa xét xử đã được ấn định cho tuần này, tuy nhiên nhà chức trách Trung Quốc đã hoãn lại ngày bắt đầu phiên xét xử. Chồng bà, ông Jeff Gillis nói, ông có thể chứng minh là vợ ông không có mặt ở Trung Quốc vào năm 1996, là thời gian mà những người tố cáo bà nói bà đã có hoạt động gián điệp. Chúng tôi có vô số chứng cứ cho thấy bà Sandy lúc ấy đang có mặt ở Houston. Chúng tôi có chứng cứ trên hộ chiếu. Hộ chiếu của vợ tôi không có visa của Trung Quốc vào năm 1996, không có dấu đóng visa khi rời khỏi Trung Quốc và cũng không có dấu đóng thị thực nhập cảnh. Doanh nhân Justin Gardiner ở Houston chưa từng gặp bà Sandy, nhưng ông tham gia vận động cho bà sau khi đọc tin về cuộc đấu tranh đơn độc của chồng bà. Ông phát biểu, dư luận công chúng sẽ đòi hỏi những cá nhân có quyền thế ở nước Mỹ này phải tăng áp lực đối với những người nắm quyền lực ở Trung Quốc để làm điều đúng đắn và thả bà ra để bà có thể trở về nhà. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đang rất hạn chế giữa lúc hai nước đang đối đầu nhau trên một loạt vấn đề đã phủ bóng lên tình trạng khó khăn mà một phụ nữ đang bị lâm vào. Ông Jeff Gillis thừa nhận sự khó khăn trong việc có được một vụ xét xử công bằng. Ông nói, hiện giờ thì đây vẫn là một vụ xét xử bí mật, kín, không một ai được phép tham dự ngoại trừ Sandy và các luật sư bảo vệ vợ tôi. Trong khi đó, Trung Quốc không có dấu hiệu nào là sẽ hủy bỏ vụ án này hoặc cho phép các giới chức Đại sứ quán Mỹ tham gia phiên xét xử.
Một trong những người chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mạnh mẽ nhất đã mất chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 20 tháng 9 giữa lúc đang tiến hành một cuộc điều tra với cáo buộc rằng ông Duterte đã ra lệnh giết mà không qua xét xử những nghi can buôn lậu và sử dụng ma túy. Thượng nghị sĩ Leila de Lima tuần qua đã gọi một tay từng giết người ra làm chứng trước Ủy ban Tư pháp của bà. Trong cuộc điều trần, Edgar Matobato nói Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết hơn 1.000 người và đích thân ông chịu trách nhiệm trong việc giết chết ít nhất một người. Đầu tuần này, những người đồng viện với bà de Lima nhưng ủng hộ ông Duterte cáo buộc bà là làm hại thanh danh của Philippines với cuộc điều tra này và buộc là bà phải rời khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Philippines. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ lên án hành động này. Hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Philippines yêu cầu gia hạn cuộc chiến tranh chống ma túy thêm 6 tháng và nói rằng các cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền sẽ không ngăn cản ông trong chiến dịch trấn áp ma túy. Đất chùi và lũ quét tại Indonesia làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Giới hữu trách nói đảo Java đang bị trận lụt tệ hại nhất với mực nước dâng cao tới 2 mét. 16 người trên đảo được xác nhận đã chết và 8 người khác vẫn còn mất tích. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến hơn 1.000 người phải tạm trú trong các căn lều cứu hộ. Giới chức cảnh báo cư dân về khả năng xảy ra thêm những tai họa nữa do hiện tượng thời tiết La Nina. Những cơn mưa lớn tương tự xảy ra hồi tháng 6 vừa qua đã gây những tàn phá nặng nề khi nước lụt mang theo bùn và đá quét qua tỉnh Central Java, một vùng đông đúc nhất trên đảo. Gần 50 người đã thiệt mạng trong vụ này. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát và chặn không cho xe cộ qua lại trên một xa lộ chính tối ngày 20 tháng 9 tại thành phố Charlotte, miền đông nước Mỹ, sau khi một cảnh sát da đen giết chết một người đàn ông da đen tại một chung cư. Cảnh sát nói vụ nổ súng xảy ra chiều cùng ngày khi cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm và nhìn thấy ông Kate Lamont Scott, 43 tuổi, cầm súng bước xuống xe. Cảnh sát trưởng của khu vực nói với báo giới rằng cảnh sát bắn ông Scott vì coi ông là một mối đe dọa rõ rệt và khẩu súng được thu hồi ngay tại hiện trường. Thân nhân nói ông Scott không có võ trang. Các vụ biểu tình xảy ra ngay sau vụ nổ súng và kéo dài cho tới ngày 21 tháng 9. Nhiều người bị thương, trong đó có khoảng 12 nhân viên cảnh sát. Cùng ngày 20 tháng 9 cũng nổ ra một vụ biểu tình khác tại thành phố Tulsa ở miền Trung Tây nước Mỹ, nơi mà thứ Sáu tuần trước một cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông da đen. voatiengviet.com mang bạn ra thế giới. Tường trình thời sự Việt Nam và quốc tế, chính trị, đời sống xã hội, tình hình biển Đông. VOA trên radio, truyền hình vệ tinh, mạng internet, Facebook, YouTube và Twitter. Mở voatiengviet.com để học tiếng Anh. What do you think it means when people say this? Tương tác với blogger, tìm hiểu thế giới xung quanh. Đăng ký voatiengviet.com để được kết nối với thế giới. Thực tế ảo hay còn gọi là VR là công nghệ mới có thể ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Các công ty đang mọc lên trong lúc khoa học thực tế ảo tiếp tục cải thiện và phát triển. Đối với người tiêu dùng thì đôi khi có thể tốn kém để sở hữu thiết bị xem thực tế ảo. Thông tin viên của đài VOA tường trình từ Berkeley về một công ty ở Silicon Valley đang cố gắng đưa VR tiếp cận mọi người. Công việc của anh Yosin Utomo không như những công việc khác. Anh dùng phần lớn thời gian trong ngày để nhìn qua những ống kính nhỏ và hy vọng công việc của anh có kết quả. Tôi nghĩ tính mạo hiểm có trong máu của tôi. Đến từ Indonesia, Utomo là một trong những sáng lập viên của Full Dive. Với một số văn phòng ở Silicon Valley và Nga, Full Dive đã tạo ra một ứng dụng miễn phí cho mọi người có điện thoại thông minh tiếp cận nội dung thực tế ảo. Nó giống như YouTube dành cho thực tế ảo. Anh Utomo thành lập công ty cách đây 2 năm với mục tiêu là các nước đang phát triển. Ở một nước thế giới thứ ba như Indonesia hay Ấn Độ, thì người ta sử dụng những công nghệ lỗi thời đến 10 năm so với những gì được sử dụng ở Silicon Valley. Vì thế, ước mơ của chúng tôi là mang công nghệ mới như VR mà chúng tôi đang thực hiện đến những quốc gia này. Chúng tôi muốn thiết lập một cầu nối. Một cầu nối liên kết công nghệ mới nhất ở Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới và giá cả chấp nhận được. Người đồng sáng lập SO nói, chỉ cần gắn một điện thoại thông minh vào bất kỳ một trong các thiết bị mua trên mạng này với giá chỉ vài đô la, và người sử dụng có thể chìm đắm vào trải nghiệm thực tế ảo.
Anh Âu cho biết, mục tiêu là cung cấp một diễn đàn xã hội cho tất cả nội dung VR, bao gồm các trò chơi, ứng dụng và hình ảnh VR. Trong tính năng mới nhất của ứng dụng Full Dive, bất cứ ai với một chiếc điện thoại di động hay thậm chí là một chiếc camera 360 độ có thể chụp hình, tải lên ứng dụng Full Dive và chia sẻ với bạn bè, và họ sẽ có thể nhìn thấy những hình ảnh đó dưới dạng thực tế ảo. Anh Âu, người từng làm việc ở Trung Quốc và Hoa Kỳ cho biết, anh cố gắng mang đến trải nghiệm từ cả hai quốc gia để phát triển đội ngũ nhân viên giúp làm nên Full Dive. Tôi muốn mọi người nhắm đến những gì tốt nhất, làm những thứ mà con người chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là thứ văn hóa chúng tôi muốn mang tới đây. Chúng tôi cố gắng để VR có thể tiếp cận với mọi người. Nhưng đó là một tầm nhìn lớn, làm thế nào để thực hiện, có quá nhiều chi tiết. Chúng tôi có khuynh hướng nói với mọi người mỗi ngày rằng hãy đào sâu suy nghĩ. Anh Utomo nói, mục tiêu của anh là tạo ra thứ gì đó có thể tác động thế giới. Và đến nay, với 1,6 triệu lượt tải về ứng dụng Full Dive, anh cho biết mình đang đi đúng con đường để tạo nên sự khác biệt. Chính sách của Mỹ về người tị nạn trong năm qua đã trở thành một trận đấu bóng chính trị vì cuộc khủng hoảng di dân toàn cầu, lo ngại về những cuộc tấn công khủng bố và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thông tin viên đài VOA tường trình về thái độ trái ngược nhau ngày càng tăng của dân Mỹ đối với người tị nạn. Không giống như những người đến Tây Âu, những người tị nạn đến Mỹ không tới bằng đường biển. Để được tái định cư tại Hoa Kỳ, họ được thanh lọc cẩn thận và phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra an ninh. Một tiến trình thường có thể mất đến 2 năm. Điều tôi muốn nhấn mạnh chính là người tị nạn là những người được thanh lọc kỹ nhất trong số những người đặt chân tới nước Mỹ. Nhưng đó không phải là điều mà đa số người Mỹ nghe được. Hiện tôi nghe nói là chúng ta sẽ nhận 200.000 người Syria. Họ có thể là nhà nước Hồi giáo, tôi không chắc. Những phát biểu như thế làm người ta lo ngại. Nhưng nhiều hoạt động bênh vực người tị nạn, bà Lavinia Lamont nói nó không có căn cứ trên thực tế. Bà đứng đầu một cơ quan tái định cư người tị nạn lớn nhất tại Mỹ. Không có ai trong những tay khủng bố ngày 11 tháng 9 là người tị nạn, và không ai trong số những người đã làm những việc xấu xa tại Hoa Kỳ hay Paris hay tại những nơi khác trong vài năm qua là người tị nạn cả. Tuy nhiên, với những lo ngại về tấn công khủng bố chế ngự tâm trí của người Mỹ, việc tiếp nhận những người tị nạn Syria và từ các nơi khác đã trở thành một trò chơi chính trị tại nước này. Trong 40 năm qua làm việc với người tị nạn, tôi chưa hề thấy kiểu chính trị hóa, biến họ thành một đề tài trong vận động tranh cử Tổng thống như hiện nay. Chuyện này hoàn toàn mới. Năm ngoái, ông Trump cùng với những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, các thành viên Quốc hội và hơn 20 thống đốc kêu gọi ngưng nhận người tị nạn Syria. Tổng thống Obama bác bỏ những lời kêu gọi này và để trả lời những chỉ trích cho rằng Hoa Kỳ chưa làm đủ để giảm bớt cuộc khủng hoảng di dân toàn cầu, ông đã ra lệnh cho chính quyền nâng số người tị nạn được nhận vào nước Mỹ năm nay lên thành 85.000 người. Và trong tuần này, chính quyền Obama loan báo sang năm sẽ nhận 110.000 người tị nạn, con số lớn nhất trong 2 thập niên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabạnlambao@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.